Xin chào các bạn, hôm nay hai vợ chồng mình lại vào một cái nơi ở đây người ta gọi là nơi cái nhà mobile home đó. Và các bạn, cái nhà này á là có thể di chuyển được nha, chắc là nên người ta mua muốn người dời, người ta có thể mướn xe nó dời nhà đi được khu mobile home. Các bạn, ở đây là mình nghĩ thành phần lớn trong đây là những người họ cũng hơi nghèo ở, nhưng mà cũng có một thành phần là cái cuộc sống của họ là họ chỉ muốn ở một cách đơn giản, khỏi phải tốn nhiều chi phí. Thì những cái khu mobile home như vậy thì cái chi phí của họ là mướn đất nè, rồi mua cái nhà rồi bỏ thuê đất ở thôi. Thì làm như vậy thì họ khỏi phải lo trả những cái chi phí lớn, ví dụ như mình ở nhà riêng lẻ thì mình phải trả cái tiền thuế nó quá lớn. Cho nên nói nghèo chắc cũng chưa đúng, tại vì cái cách người ta ở vậy thôi, biết đâu họ rất họ giàu hơn mình nhiều nữa. Phải không? Nhà đây rất là nhỏ các bạn, ở đây chắc không, mình theo mình đoán chắc khoảng cỡ 400 đến 600 square feet là cùng. Nó giống như cái chắc nó có thể nó đằng sau cái xe, nó có thể bỏ được cho đằng sau cái xe truck lớn để nó vận chuyển đi nơi khác nếu mà nó muốn thay đổi chỗ ở. Thì chi phí ở đây á, là mình nghĩ họ chỉ mướn đất thôi, thì trên cái vùng đất họ mướn họ ở đó là nó đã có nước, điện nước rồi đầy đủ rồi. Họ kết nối vào những điện nước thì họ xài luôn, thì chắc không phải trả tiền tiền điện tiền nước đâu. Không biết có không nha, mình nghĩ chắc Sao phải trả tiền điện tiền nước trả không, trả không à, phải trả tiền điện tiền nước hả? Phải mướn đất thôi, thì chắc chi phí họ lớn nhất là mướn đất thôi, còn nhà mua mấy nhà này thì chắc rất là rẻ. chắc tới 400 triệu á, nhiều khi mười mấy triệu mình còn Nhà này chắc mấy chục ngàn đổ lại các bạn ơi, từ 40 ngàn đổ lại. Sống không cần phải lo ha, trả dứt cái nhà ở đây thuế, không cần phải lo tiền thuế, mướn cái nhà ở, mướn cái miếng đất thôi, cứ để nó ở thoải mái, cuộc sống đơn giản thoải mái. Họ làm mấy cái chỗ vậy họ đậu xe nè, chứ đâu có nơi đậu xe trong nhà đâu, họ muốn đậu xe cho ngon họ làm cái mái ra để cho xe đậu trong. Ở đây chắc biết nhau hết rồi, em tại nhà ở san sát với nhau đó. Cái xóm nhỏ san sát nhau, từng nít rồi người lớn gì vậy thì chắc biết nhau hết luôn. Cũng được chứ, anh thấy có sân có đồ đó em, mà có nhà cũng có chút xíu vườn ở cũng cũng được. Nha, tuy là nhìn có vẻ nghèo nàn nhưng mà tiện nghi cũng đầy đủ tất cả mọi thứ, điện nước rồi cầu cống
kết nối đầy đủ với của thành phố cho nên là rất cũng rất là tiện nghi trong đó. Sống khỏi cạnh tranh. Thôi vậy thôi các bạn, đây là cái khu nhà mobile home ở bên Mỹ. Ai có cuộc sống thanh bình khỏi cần phải nợ nần nhiều, mua một cái nhà về trả dứt, mướn miếng đất ở, chi phí rất là ít, còn tiền bạc dành dụm thì đi làm những chút công chuyện mình thích. Thôi vậy thôi các bạn, mình xin tạm biệt các bạn nha, bye.